Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Ngày hôm nay có chú Lâm Lộc ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống Bồ đề của Đức Phật A Di Đà, chia sẻ tình thương trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay xin được cúng dường lên hồng ăn Tam Bảo nơi cửa Phật A Di Đà từ bi. Chú Lâm Lộc cúng dường 1 triệu, nay con đến nơi cửa Phật A Di Đà từ bi, xin Phật trời tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật, 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 xin Phật từ bi tác đại chứng minh, hồi hướng công đức lành cho chú Lâm Lộc, nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, hồi hướng công đức lành cho chú Lâm Lộc, nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh.